Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cây này nó đến từ thương hiệu của Echo và nó tên là gì đây mình quên mất. Đây các bạn, tên của nó đây. EM253 ha. Cây Echo 253 này nó có cái nòng là 32 ly các bạn. Nhưng mà dên dài, bánh chớn to ha. Đấy, rất là dữ luôn. Cái Echo 253, một cái máy rất là nhiều người biết đến ha. Echo 253 rất là khỏe luôn. Nó nòng nó dài ha, bánh chớn to ha, lưỡi búa lớn, do đó nó rất là khỏe luôn các bạn. Và với tình trạng máy rất là đẹp luôn, quá đẹp luôn ha. Nó chạy một cái chế quạt khí hai kim ha, chế quạt khí GenWatt Komitsu, và khí hai kim rất là đình đám luôn. Tình trạng máy đẹp xuất sắc luôn đấy, thấy không, rất là đẹp ha. Cây này là made in Japan nha, mà hàng bãi Nhật bãi. Đây các bạn xem lại cái tem theo bài của nó một cái nữa ha, made in Japan ha, mét in sa bằng ở dưới góc này các bạn. Nó chạy một cái tùm rời ha, rất là đẹp. Tay nắm nè, dây gà, móc dây đeo ha, cùng tay nắm phía trái nè, tay nắm phía phải có tay gà ha, cần lắp 25 ha, lắp 25 cùi nữa, cùi có chống dính cỏ ha, cùi chống dính cỏ. Ở đây nó nắp xăng này nó là nắp xăng kính nha các bạn, nắp xăng kính có gòn đệm rất là ngon ha, đây, gòn đệm nó rất là ngon ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Với tỷ lệ là mình khuyến cáo các bạn nên dùng là 1 lít xăng pha 50cc nhớt nha các bạn. 1 lít xăng pha 50cc nhớt. Với tỷ lệ này thì là tỷ lệ thấp nhất nha các bạn. Các bạn có thể tăng lên 60cc nhớt hoặc 70cc nhớt. Cái máy hoạt động rất là bền, nó không có bị xếp bạc dính nồng nha các bạn. Này, máy đẹp xuất sắc luôn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng ha các bạn, đóng e ha. Thì một khi nó đã lên xăng rồi thì các bạn cứ giật là nổ thôi, không cần phải bơm nữa nha. Với tình trạng hiện giờ là nó đã lên xăng rồi đó, các bạn cứ giật là nổ thôi, khỏi cần phải bơm thêm, khỏi cần phải đóng e ha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem. Nó là nồi đồng cối đá nha. Cái hệ máy này là hệ nồi đồng cối đá. Công tắc nó được bố trí ở đây ha các bạn, công tắc ở đây. Rất là nhạy nổ ha. Rất là dữ luôn. Rất là trơn nha. Rất là chậm ngừng luôn.
tít luôn ha, rất là trơn luôn ha. Rồi mình tắt nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Echo EM253 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.